Liên quan đến vụ việc đối tượng dùng súng tự chế uy hiếp nhân viên phòng giao dịch ngân hàng Agribank, khu công nghiệp Mỹ Tho, thuộc xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tối ngày 27 tháng 9, một lãnh đạo công an tỉnh Tiền Giang xác nhận đã bắt được nghi phạm là Võ Thanh Hòa, sinh năm 1996, ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, tạm trú xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường 10, thành phố Mỹ Tho. Khám xét nơi ở của Hòa, lực lượng công an đã thu giữ được vật chứng, phương tiện nghi phạm sử dụng để gây án. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 9, một nam thanh niên đeo khẩu trang và nón bảo hiểm, chạy xe máy không biển số, đến phòng giao dịch ngân hàng Agribank, khu công nghiệp Mỹ Tho, dùng súng tự chế uy hiếp giao dịch viên nhằm cướp tiền nhưng không thành. Các giao dịch viên đã nhanh chóng nhấn còi báo động khẩn cấp có kết nối với Trung tâm Cảnh sát 113 Công an tỉnh Tiền Giang, đồng thời hô to để mọi người ẩn nấp an toàn. Nhận được tin báo, các chiến sĩ cảnh sát cơ động và vệ sĩ bảo vệ đã tiếp cận, vận động, kêu gọi thanh niên bỏ súng xuống. Sau đó, người này đã bỏ súng tự chế và lên xe máy tẩu thoát.